Xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục bình luận quốc tế hôm nay sẽ đề cập đến dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga, hay còn gọi dòng chảy phương Bắc 2, một dự án trở thành chủ đề tranh cãi nhất thế giới. Dự án xây dựng hai đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm đi từ bờ biển của Nga qua biển Baltic đến Đức. Đường ống này đi qua lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Dòng chảy phương Bắc 2 được đưa ra giữa hàng loạt tuyên bố hùng hồn của các nhà lãnh đạo Đức, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu. Khởi động là dự án kinh tế, nay dòng chảy phương Bắc 2 đã trở thành nguyên nhân chính gây ra cuộc xung đột chính trị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt được đánh dấu bởi căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây. Các cuộc đụng độ quân sự vẫn tiếp diễn ở phía đông Ukraine, cũng như những tranh cãi về bán đảo Crimea. Do đó, dự án gắn liền với những chiến lược sâu rộng, các ý kiến của giới chính trị gia, chuyên gia, truyền thông ở hai bờ Đại Tây Dương đã không ngần ngại chỉ trích việc xây dựng đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức là xâm phạm lợi ích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, làm ảnh hưởng đến sự thống nhất, đoàn kết của các quốc gia, đặt nền tảng cho cuộc tấn công của quân đội Nga vào châu Âu. Bài phân tích sau đây của Hội đồng Quốc tế Nga không nhằm nêu cao ưu điểm có lợi hay chỉ ra nhược điểm nhằm chống lại dự án, song cố gắng khám phá mức độ tranh chấp xung quanh dòng chảy phương Bắc 2 có thể ảnh hưởng vào sự cân bằng an ninh hiện tại của châu Âu, cũng như đến mối quan hệ an ninh chiến lược trong tam giác vàng do Nga, EU và Mỹ hình thành. Trước hết, sự phát triển của dòng chảy phương Bắc 2 khá giống với những dự án vận chuyển hydrocarbon từ Nga đến châu Âu, mà cụ thể là dự án dòng chảy phương Bắc 1, và thế giới dường như quay lại với thời kỳ chiến tranh lạnh. Điều này có thể nhận thấy rõ thông qua luồng phản ứng của dư luận quốc tế đối với dự án. Nhiều tranh luận gay gắt đều chĩa mũi chống lại dòng chảy phương Bắc 2 và tần suất ngày càng nhiều hơn. Các báo cáo thường nhật được xây dựng theo tuyến nội dung về các lỗ hổng năng lượng của châu Âu và sự phụ thuộc của nó vào các nguồn cung cấp năng lượng từ bên ngoài, từ mối đe dọa dầu mỏ thời chiến tranh lạnh và giờ đây là phụ thuộc hoàn toàn khí đốt vào Nga. Một thập kỷ trước, những người đặt các đường ống đầu tiên dòng chảy phương Bắc 2 đã vượt qua hàng rào chỉ trích. Họ coi dự án là một nỗ lực để thoát khỏi cái bóng của các quốc gia quá cảnh truyền thống, gây ảnh hưởng chính trị và quân sự đối với họ, giành quyền thống trị trong chiến lược khí đốt với châu Âu. Các hoạt động kết nối ngoại giao và chính trị xung quanh dòng chảy phương Bắc 2 cũng không phải hoàn toàn theo phương thức mới. Trở lại với thời điểm năm 1962, khi dầu và khí đốt không phải là sản phẩm chính trong quan hệ thương mại giữa Liên Xô và châu Âu. Khi đó, các nước NATO đã đưa ra lệnh cấm vận do Mỹ đề xuất đối với đường ống dẫn dầu và kết nối công nghệ cho Liên Xô. Chiến lược này thực thi như nỗ lực nhằm trì hoãn việc xây dựng đường ống dẫn khí của Nga với mục đích đưa quốc gia dầu mỏ đến với thị trường châu Âu. Việc cấm vận được siết chặt hơn nữa đối với các công nghệ đường ống dẫn khí đã được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan thực hiện vào đầu những năm 1980. Biện pháp này được cho là nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí xuất khẩu của Liên Xô, Urengoy, Pomari, Ushorod, trong đó một số công ty xây dựng và Ngân hàng châu Âu cũng đóng góp cổ phần. Có thể thấy rằng, những sự kiện trong quá khứ, các định hướng khác nhau trong chính sách của châu Âu và NATO khá giống với thời điểm hiện tại. Không có gì mới với việc phân chia châu Âu thành hai phe, những người ủng hộ và lên án các đường ống dẫn khí của Nga. Cùng với đó, Mỹ và NATO đang cố gắng ngăn chặn các thỏa thuận năng lượng của Nga với các công ty châu Âu. Do đó, sự tranh chấp thực tế trong dự án dòng chảy phương Bắc 2 được ghi vào lịch sử như sự hỗn loạn dài hạn của các dự án vận chuyển hydrocarbon của Nga vào châu Âu. Điểm khác biệt trong bối cảnh hiện tại nằm ở hai yếu tố sau. Đầu tiên, thế giới đã bước vào một giai đoạn lịch sử mới, khôn ngoan và cẩn trọng hơn về an ninh, cấu trúc đơn giản, dễ dự đoán so với thời kỳ chiến tranh lạnh và thậm chí là hậu chiến tranh lạnh. Mức độ tin cậy suy giảm đáng kể, chạm đáy giữa Mỹ và Nga, cùng với những lời khích bác chỉ trích gay gắt của các nhà lãnh đạo hai bên, liên tục những cáo buộc lẫn nhau làm tăng hiểm khích, tăng khả năng xung đột nghiêm trọng trong quan hệ song phương. Ngoài ra, cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng gia tăng phức tạp, các cuộc xung đột quân sự ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ leo thang căng thẳng với những hậu quả khó lường. Trong khi đó, sự sụp đổ của các thỏa thuận quốc tế về vũ khí nhằm ngăn chặn xung đột đã khởi nguồn từ năm 2002, khi Washington rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo, và gần đây nhất, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Nga. Ngay lập tức, Nga đã khởi động trở lại và hoàn thiện chương trình kiểm soát vũ khí vốn bị giải trừ trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh như vậy,
xung đột vũ trang có khả năng bùng phát hoặc gia tăng cường độ theo lối đi sai hiện tại. Các dự án năng lượng xuyên biên giới theo đó cũng trở thành các yếu tố phân chia sự đối đầu hiện tại. Do đó, dòng chảy phương Bắc 2 có khả năng tác động sâu sắc đến bối cảnh địa chính trị châu Âu. Yếu tố khác biệt thứ hai liên quan đến việc sản xuất hydrocarbon trong nước của Mỹ và cách thức nước này cạnh tranh gay gắt với thị trường khí đốt châu Âu. Chỉ khoảng một thập kỷ trước, Mỹ được cho là nhà nhập khẩu khí đốt hóa lỏng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cuộc cách mạng đã khiến sản xuất khí đốt nội địa gia tăng mạnh mẽ trở lại. Nghịch lý ở chỗ, cơ sở hạ tầng trước đây của Mỹ được thiết kế để nhập khẩu khí đốt, nay lại được sử dụng để xuất khẩu khí đốt. Điều này góp phần giảm đáng kể chi phí cho các dự án khí đốt của Mỹ so với những nỗ lực tương tự ở các quốc gia như Qatar, Úc và Nga. Đến năm 2020, năng lực sản xuất của các nhà máy khí đốt của Mỹ có thể vượt Qatar về sản lượng. Trong khi đó, sản xuất khí đốt trong nước tại các nước châu Âu ngày nay chỉ chiếm chưa đến 50% lượng tiêu thụ nội địa. Nhu cầu khí nhập khẩu ngày càng tăng. Trong 6 năm qua, nguồn cung cấp khí đốt từ các nguồn bên ngoài đã tăng trung bình 4% trên một năm. Trong nửa đầu năm 2019, tổng lượng khí đốt nhập khẩu ròng tại EU lên tới 210 tỷ mét khối khí, cao hơn 19% so với cùng kỳ năm 2018. Trong bối cảnh mức tiêu thụ tăng 4,5% và sản xuất trong nước giảm 7,6%, điều này đã chỉ ra sự gia tăng mức độ phụ thuộc nhập khẩu khí đốt tại EU. Hơn ai hết, Nga vẫn là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của EU, chiếm thị phần 45% tổng lượng nhập khẩu khí ngoài EU. Thị phần của các nhà sản xuất khí đốt của Mỹ tại châu Âu có khả năng tăng lên từ 60 đến 80 tỷ mét khối, với điều kiện chỉ khi nguồn cung từ Nga bị hạn chế triệt để. Với sự cạnh tranh gắt gao khí đốt rẻ hơn từ Nga, các nhà sản xuất khí đốt của Mỹ ít nhiều vấp phải khó khăn tại thị trường châu Âu. Do đó xuất khẩu của nó có thể chỉ giới hạn ở các thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Mỹ-Latin. Điều đó giải thích cho nguyên nhân sâu xa đằng sau một số biện pháp hạn chế phi thị trường hoặc các biện pháp trừng phạt đóng vai trò công cụ để cạnh tranh với đối thủ đang tạo điều kiện chính trị cho khí đốt của Mỹ chảy về châu Âu. Các đại sứ của Mỹ tại Berlin đã gây áp lực mạnh mẽ đối với chính quyền địa phương và các công ty tư nhân, buộc xem xét lại sự hỗ trợ của họ với các đường ống dẫn khí của Mỹ. Vào tháng 6 năm 2019, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn đạo luật bảo vệ an ninh năng lượng châu Âu, áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ tổ chức nào bán, cho thuê hoặc cung cấp các tàu đặt ống để xây dựng đường ống năng lượng của Nga dẫn đến Đức hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Một tháng sau, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã đưa ra dự luật trừng phạt đối với dòng chảy phương Bắc 2 như một nỗ lực nhằm bảo vệ an ninh năng lượng châu Âu và ổn định Ukraine. Cuối cùng, ngày 20 tháng 12 năm 2019, Tổng thống Mỹ đã ký thông qua gói trừng phạt dòng chảy phương Bắc 2 và đường ống dẫn khí khác của Nga nối với Thổ Nhĩ Kỳ, dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Như hiệu ứng domino, ngay lập tức, công ty Onsi của Thụy Sĩ, Hà Lan phụ trách việc đặt đường ống trong cả hai dự án trên đã tuyên bố rút khỏi dòng chảy phương Bắc 2. Việc hoàn thành theo đó bị chậm trễ một năm. Kể từ năm 1970, Washington đã chỉ trích việc sử dụng năng lượng như công cụ chính trị. Tuy nhiên, khi đạt được ngưỡng nguồn tự cung tự cấp, các biện pháp trừng phạt năng lượng lại trở thành cái gậy được lựa chọn cho chính sách đối ngoại trọng tâm của Mỹ. Vai trò mới này của Mỹ có thể sẽ mang lại nhiều tác động đối với những mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và an ninh quốc tế. Trước hết, việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực năng lượng sẽ ảnh hưởng đến an ninh nguồn cung của các nước EU. Chừng nào các lợi ích kinh tế của Mỹ tìm đường đến với lục địa ra dưới vỏ bọc chính trị, thì cổ phần của các công ty châu Âu liên quan đến dòng chảy phương Bắc 2, nói riêng các dự án năng lượng khác của Nga nói chung sẽ vẫn gặp nhiều rủi ro. Với kiểu thiết lập đó dẫn đến nhận thức rộng hơn trong EU về các ưu tiên chính trị khác nhau của Washington, một bộ phận giới chức EU mong đợi vào việc đưa ra biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với những gì người châu Âu xem đó là lợi ích kinh doanh và an ninh hợp pháp của họ. Câu hỏi lớn đặt ra rằng liệu EU có đủ ý chí chính trị và năng lực thống nhất nhằm thực hiện các hành động đi ngược lại với thái độ của Mỹ, đối tác chính trị và thương mại chính của mình. Thứ hai, hành lang pháp lý quyết liệt của Mỹ chống lại dòng chảy phương Bắc 2 đã gây căng thẳng trong bối cảnh an ninh châu Âu vốn đã phức tạp và đôi khi bùng nổ. Mỹ và một số nước Đông Âu đã củng cố lập luận chống lại dự án bằng cách nhấn mạnh mối liên kết của nó với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Từ đó, dư luận cố tình theo dõi diễn biến theo hướng dòng chảy phương Bắc 2 sẽ từ từ bóp nghẹt các khả năng kinh tế và chính trị của người hàng xóm kể Nga, đặc biệt là cách khiến Ukraine mất khoảng 2 tỷ euro mỗi năm cho chi phí vận chuyển khí quá cảnh.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, Moscow và Kiev đã đạt được thỏa thuận mới trong vòng 5 năm về việc vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine. Ukraine có khối lượng cung ứng mà họ muốn 65 tỷ mét khối trong năm đầu tiên và 40 tỷ mét khối trong những năm tiếp theo. Thỏa thuận mà hai bên vừa ký kết thật sự là giao dịch trọn vẹn gói lớn, khôi phục được sự cân bằng lợi ích của các bên. Gazprom Nga đã trả cho Naftogaz 2,9 tỷ USD theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế Stockholm. Thế nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng dự án đã mở rộng tầm ý nghĩa chiến lược của dòng chảy phương Bắc 2 đến khu vực Baltic. Cụ thể, đường ống sẽ mang lại cho Nga cái cớ hoàn hảo để tuần tra toàn bộ vùng biển Baltic, cũng như cung cấp cơ sở hạ tầng, truyền tải thông tin và theo dõi hoạt động của các tàu hải quân trong khu vực. Từ lý do đó, các biện pháp đối phó thích hợp được NATO nhanh chóng triển khai. Kết quả, toàn bộ khu vực đang bị khóa chặt trong cuộc xung đột cực kỳ nghiêm trọng do các thách thức an ninh khu vực hiện tại như sụp đổ của hiệp ước INF và những mâu thuẫn âm ỉ đang diễn ra sát sườn NATO. Thứ ba, các biện pháp trừng phạt của Mỹ cuối cùng có thể áp dụng cho bất kỳ dự án đường ống dẫn khí đốt nào của Nga ở châu Âu, sẽ khuyến khích Nga xem xét lại tuyến đường xuất khẩu năng lượng của mình, ví như việc cung cấp khí đốt Siberia cho Trung Quốc với số lượng hơn 1.000 tỷ mét khối khí trong 30 năm đã bắt đầu đi qua trục mới với tên gọi sức mạnh của Siberia với công suất 38 tỷ mét khối khí mỗi năm. Việc định hướng lại khối lượng khí đốt đáng kể về phía đông là dấu hiệu cho thấy các đồng minh trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh đang trên đà nâng cấp mối quan hệ song phương trong bối cảnh cố gắng chống lại áp lực leo thang từ phương Tây. Washington rõ ràng chỉ trích Nga và Trung Quốc chính là đối thủ chiến lược của Mỹ, và điều này lại thúc đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn, hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng và cơ sở hạ tầng, an ninh quốc tế, quản trị mạng, v.v. Thứ tư, Mỹ ngày càng gia tăng áp lực đối với Nga và châu Âu trong việc xây dựng dự án dòng chảy phương Bắc 2, gây ra mối bất hòa ngay chính trong EU. Nhưng phe ủng hộ dòng chảy phương Bắc 2 ở vị trí thuận lợi hơn khi thể hiện thái độ của họ chống lại áp lực bên ngoài và bảo vệ lợi ích quốc gia châu Âu. Tại EU, mô hình chính trị của Đức rất phù hợp với khuôn khổ này. Berlin hỗ trợ xây dựng đường ống và bảo vệ đến cùng sự đóng góp cho phát triển kinh tế quốc gia và cung cấp năng lượng an toàn cho châu Âu. Những gì đang diễn ra chứng tỏ rằng việc áp đặt các biện pháp có thể mang lại hệ quả ngược. Điều đó đúng với dòng chảy phương Bắc 2, đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của xã hội Đức và hiện tại đang được hai đảng chính trị cầm quyền lớn ủng hộ. Một ví dụ tương tự khác như chủ đề ưa thích của Tổng thống Donald Trump là thường xuyên bộc lộ tức giận liên quan đến việc chi tiêu quốc phòng của Đức. Tuy nhiên, việc thúc đẩy Berlin tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 2% GDP khiến cho sự việc ngày càng trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù không có mối liên quan nào trực tiếp giữa việc Đức tham gia xây dựng dòng chảy phương Bắc 2 và tầm nhìn về nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng, song yếu tố cơ bản của cả hai vấn đề trên là giới chính trị gia ở Đức không muốn chịu khuất phục trước những ép buộc từ nhà lãnh đạo Mỹ. Các quan điểm chính trị và quân sự được đề cao quá mức liên quan tới dòng chảy phương Bắc 2 ngày càng làm gia tăng áp lực liên quan lên mối quan hệ chiến lược giữa Nga và phương Tây. Những người thuộc phái anti-Nga thường xuyên tranh cãi xung quanh dự án trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Mỹ và châu Âu. Mâu thuẫn gay gắt diễn ra trong thời điểm không thuận lợi khi môi trường an ninh ở châu Âu ngày càng tồi tệ, nơi cuộc chạy đua vũ trang không bị đóng băng mà ngày càng tiến gần hơn, đặc biệt kể từ khi hiệp ước INF sụp đổ và sự không chắc chắn về tương lai của hiệp ước START mới, một trong những trụ cột cuối cùng của sự kiểm soát vũ khí toàn cầu. Các dự án cung cấp năng lượng quốc tế đã đan xen chặt chẽ với sự phát triển chính trị và an ninh. Trong tương lai, đó là sự leo thang giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng nối các nhà sản xuất dầu Trung Đông với thị trường toàn cầu, hoặc xung đột sôi sục ở phía đông Ukraine. Là một yếu tố bất biến của bức tranh chiến lược, năng lượng khí đốt ngày càng được xem là yếu tố phân chia ranh giới phục vụ lợi ích của bên này và sự bất lợi với bên còn lại. Sự xung đột xung quanh dòng chảy phương Bắc 2 khiến nảy sinh sai sót khác trong bối cảnh môi trường chính trị và an ninh châu Âu đang căng thẳng. Cung cấp doanh thu xuất khẩu đáng kể và rất cần thiết cho nền kinh tế quốc gia, do đó nếu các đường ống dẫn khí gặp thiệt hại, Nga sẽ không thể chấp nhận. Tuy nhiên, kỳ vọng này vẫn chưa thành hiện thực. Những mô tả dòng chảy phương Bắc 2 là một phần của các thiết kế độc ác của Nga hay NATO đang cố gắng xây dựng hình ảnh một nước Nga hung hăng. Tất cả điều này chỉ khiến Moscow không hài lòng với các đối tác châu Âu và đặt đất nước vào trong tư thế phản kháng, đồng thời tìm kiếm các liên minh chiến lược ở khu vực khác. Cuối cùng, bất đồng giữa Mỹ và Nga xung quanh dòng chảy phương Bắc 2 sẽ gây tổn hại đến tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương. Sẽ là quá sớm để tranh luận rằng giới tinh hoa châu Âu có sẵn sàng phá vỡ quan hệ với Washington.
châu Âu đang thể hiện sự độc lập ngày càng tăng và xem xét nhiều hơn đến lợi ích quốc gia. Con đường phát triển đối với dòng chảy phương Bắc 2 sẽ được xác định bởi việc mở ra các cuộc tranh luận về quyền tự trị chiến lược lớn hơn của châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả khi kết quả của những cuộc tranh luận này nghiêng về phía có lợi dòng chảy phương Bắc 2, rất khó để dự đoán khoảng thời gian này kéo dài được bao lâu. Cần nhớ, quan điểm của châu Âu về dự án dòng chảy phương Bắc 2 đã thực sự được chứng minh là sự cộng sinh phức tạp, bấp bênh giữa các mối quan tâm tới chiến lược nội bộ, áp đặt khung an ninh và các động lực kinh tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh Báo Nghệ An.